Ông ừ, ưu vừa nhận được tin buồn từ gia đình ông Trần Văn Khiết, cựu sĩ quan cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1945 tại Bến Tre, Việt Nam, đã từ trần ngày 23 tháng 7 năm 2022 tại thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, hưởng thọ 77 tuổi xin chân thành chia buồn cùng anh chị tâm và thành cùng toàn thể tang quyến nguyện cầu hương linh ông trần văn khiết sớm vãng sanh miền cực lạc đồng thành kính phân ưu cộng đồng người việt tại thành phố louisville kentucky hội ái hữu cựu tù nhân chính trị và hậu duệ việt nam cộng hòa louisville kentucky ông bà thông gia năng và danh bùi louisville kentucky công ty lcat và nhóm thân hữu thành phố louisville